Đây, cửa chính hướng tốn mà chính vị tốn, tức là ta mở chính vào đông nam nhé. Tọa độ là 135 độ nhé mọi người nhé, tọa độ 135 độ này. Cửa chính hướng tốn, đấy, vị tốn được phục vị, được vượng trang. Vượng trang tức là một, nếu mà một ngôi nhà mà ăn vào vượng trang là rất là tốt nhé. Hay một doanh nghiệp mà vượng trang tức là một cái doanh nghiệp công ty đó làm ăn rất in là thịnh vượng và thành đạt nhé. Vượng trang là rất tốt nhé, tức là một cái công ty làm ăn lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió nha, là đại cát. Được sao giáp chiếu, đấy, sao giáp và sao chuẩn chiếu thì là đại cát. Vị trí mà ở nhà hướng đông nam, chỗ cửa chính hướng là hướng tốn thì được gì, được phục vị này, được vượng trang, là được hai đại cát nha, là được đại cát nhé, rất tốt. Thế cửa chính chỗ về phương vị gì, cửa chính nằm vị ngọ, đây vị ngọ nha, là chính ngọ, tức là cửa chính thuộc hướng tốn vị ngọ là gì, đây được tấn tài là đại cát. Bị sao tinh chiếu và sao xương chiếu thì là tiểu hung, nhưng mà cái chính hướng nó được đại cát thì nó vẫn là được đại cát nhé. Vị trí bạn có thể chỗ được cái cửa sang bên phương vị cung nam nhé. Đây là bạn là chỗ, các bạn chỗ được hai cái cửa chỗ này này, là một này, cái cửa bên trái bên phải này, hai này. Thế còn cái cửa thứ ba là cung mão thì sao? Cửa chính vị mão, đây là cửa chính hướng tốn nhé, nó đều là tất cả cái phương hướng này nó đều ra hướng tốn hết mọi người nhé, tất cả đây nó đều ra hướng tốn hết nhé, đều ra hướng tốt hết nhé. Cửa chính hướng tốn, hướng tốn vị mão, đây cửa chính hướng tốt vị mão, được thân hôn tức là gia đình hạnh phúc là đại cát, được sao phòng chiếu là đại cát. Vị trí cái cửa chính, cửa mở sang đây nữa là đại cát nha. Vị trí là cái cửa nhà hướng đông nam đó thì hay còn gọi là hướng tốn, thì là chỗ cửa hướng tốn tức là mở cửa đúng phương vị hướng tốn nha, thì đại cát nha. Tất cả các bạn mệnh đông tứ mệnh, tức là người mệnh khảm thì được sinh khí này, người mệnh chấn được phúc đức này, người mệnh tốn được phục vị này, người mệnh ly được thiên y, nên có câu là thiên y phúc đức ai qua được hai cung đấy số ta sang giàu, thì vị chi là người mệnh ly và người mệnh chấn ở hướng đông nam tức là hướng tốn là đại cát đại lợi. Các bạn phải ở hướng tốn nhé, các bạn không được ở hướng thìn, như hướng thìn này là bỏ nhá.